Là món chicken wrap. Thầy đang hướng dẫn. Ở Việt Nam mình không có làm cái này á em. Dạ, Việt Nam nếu mà có cuốn. Rồi nhưng mà không ở dưới này á, dạ. Nó có cái này, cái bỏ vô thêm á. Bún đúng không thầy? Cái này là bún rang á, cái kiểu dạ. mà nó ăn cho nó giòn giòn vậy đó. Dạ. Nó giống gì bị xào giòn. Đó, rồi các em làm đi. Dạ, còn dùng nước sốt là mình chan hay là bỏ nước sốt hay là không nó để vô ở chính giữa cho các em ấy. Dạ. Dọn dọn này đi em bạn. Sau lưng nè. Nước súp là mình chấm hay là mình chan lên thầy? À, mình thường mình chan lên nhưng mình chan lên mình cuốn là cái nó đổ tùm lum tay của mình. Dạ. Là gì vậy? Nếu mình muốn thường là nó vừa ở trong cái này rồi. Dạ. Thành năm này không cần nhiều ở trong đó. We have two more cups. Two more cups? Yeah. Thực hành lại. Lỡ lấy cái này ra để cho có chỗ. Rồi bảo demo hướng dẫn cách ăn luôn. Cuốn ít nước thôi, ít thôi. Nước thôi. Nhiều quá nó sẽ bị cuốn lại cái bị chảy nước. Tay áo em. Rồi. Cuốn lại anh, cuốn lại, còn cuốn lại nữa. Ủa đàn ấy hả? Đấy, đúng rồi. Đang lại chim luôn anh bảo. Không, hay là chim.